Sau một dịch bệnh Covid khủng khiếp thì đây là chuyến xuất hành đầu tiên của nhiều anh em mô tô sau 2 năm. Chuyến đi lần này là chuyến đi Đà Lạt do Honda Việt Nam tổ chức, và để cho chuyến đi không bị nhàm chán vì chạy đường nhựa thì có rất nhiều điều bất ngờ mà ban tổ chức muốn dành cho các thành viên trong đoàn. Vì vẫn đang trong thời kỳ Covid nên ban tổ chức yêu cầu sáng sớm mọi người tập trung để test Covid tại chỗ. Ai hai vạch thì đi, ai một vạch thì ở nhà, ai hai vạch thì ở nhà, ai một vạch thì đi. Và cũng không nằm ngoài dự đoán, đã có người lên hai vạch rồi đành lủi thủi lên xe chạy về nhà. Còn mình thì mới bị cách đây 2 tuần nên giờ có thể là thoải mái lên đường rồi. Khi đi lòng vòng xem thì mình khá bất ngờ, đoàn xe 40 xe nhưng có đến 6 xe dẫn đường. Ngoài ra còn rất nhiều xe bán tải để chở phụ hành lý cũng như lo về mặt hậu cần. Trong đoàn hầu hết là CB500X, mẫu xe đa dụng có thể đi touring hoặc một tí xíu off-road. CB500X với tư thế ngồi thẳng, động cơ bền bỉ tiết kiệm, hành trình phục dài nên có thể nói đây là mẫu xe rất phù hợp tại Việt Nam. Ngoài ra thì còn có một vài chiếc Honda CRF1000 hay thường được gọi với tên thương mại là Africa Twin. Đây là mẫu xe maxi off-road lấy cảm hứng từ mẫu xe Honda đã từng sử dụng ở giải Dakar Rally. Africa Twin có kiểu dáng rất đặc trưng, mấy 1000 phân khối, 2 xi lanh nên tiếng nổ cũng phê lắm lắm luôn. Nhưng rất đáng tiếc là khi khởi hành mình được ban tổ chức đưa cho chiếc Honda CB500F để chạy. Nhưng do mình cứ nghĩ mình sẽ được chạy Africa Twin nên giờ mới có những hình ảnh này. Một con đuông dừa, không, con này giống con sâu đang cưỡi trên một con bồ câu. Hu hu hu. Đoàn xe xuất phát đi trên quốc lộ 1 vào đúng cái giờ đông nhất, giờ mọi người đi làm. Nên khi đi qua đoạn Biên Hòa thì gặp phải rất rất nhiều xe máy của các anh chị công nhân viên chức. Đã qua rồi cái thời nẹt bô lạng lách đánh võng, đã đi xe thì phải văn minh, nên đoàn xe tách nhau ra để mỗi người tự xử lý tình huống, rồi sau đó tụ họp lại ở một quán ăn sáng. Mọi người tiếp thêm năng lượng rồi đổ xăng và lên xe đi tiếp đến Bảo Lộc. Có vẻ như sau 2 năm tích tụ năng lượng ở bụng, giờ việc đi mô tô trở thành một việc quá nhàn hạ, đi hoài mà không thấy mệt. Chưa kịp nóng người thì mọi người đã đến một resort siêu siêu đẹp và rất đáng yêu. Rõ ràng là ban tổ chức đã quá chu đáo, nghĩ đến việc giảm mỡ cho các thành viên trong đoàn, nên đã tổ chức một chuyến off-road trong rừng cho mọi người tập thể dục. Ông trời cũng nghĩ như vậy, nên liền bồi thêm một cơn mưa nặng hạt để giúp mọi người không những giảm mỡ bụng mà còn tăng cơ tay. Hành trình off-road tưởng chừng như chỉ là một bài thi chuyển cấp, hóa ra lại là một kỳ thi đại học mà chưa ai kịp ôn bài. Đoạn đường này thật sự, nếu là đường khô thì quá đơn giản, dốc không quá cao, nhưng khi trời mưa xuống thì nó đã trở thành một tô cháo lòng khổng lồ. Mà nghiệt ngã nhất, đây là tô cháo nấu loãng, cháo thì ít mà nước thì nhiều. 10 người kéo một chiếc xe, sau đó 9 người, rồi còn 8, rồi gần như chẳng ai còn sức nữa. Cơ bắp bị ép hoạt động đến những miếng calo cuối cùng. Chiếc xe bình thường rất nhẹ, nhưng trở nên nặng như búa của thần Thor khi cơ bắp đã tột cùng. Cứ thế lần lượt từng chiếc được kéo lên để vượt qua đoạn đường off-road. Dự kiến 5 giờ sẽ ra khỏi rừng, nhưng cuối cùng màn đêm buông xuống. Cả đoàn hậu cần nín thở chờ đợi. Kia rồi, 9 giờ tối đã có những ánh đèn xe đầu tiên chạy ra được khỏi rừng. Cảm xúc vỡ òa của tất cả mọi người khi đã vượt qua được nồi chảo lòng khổng lồ đó. Và hơn hết là ban tổ chức, những người có trách nhiệm rất cao trong sự an toàn của những người tham gia hành trình. Những bạn biker đã vượt qua được kỳ thi đại học off-road đầu đời, dù tả tơi nhưng đầy xúc cảm. Ngày hôm sau, tôi được trở lại là một con cào cào trên đúng một chiếc xe cào cào khi được ngồi lái chiếc Africa Twin. Coi trong những clip chạy xe ở nước ngoài, tôi và những người khác cứ nghĩ mua về thì sẽ chạy được như vậy. Nhưng tôi kinh nghiệm rồi, muốn chạy được như vậy thì chỉ có một cách duy nhất, đó là đầu thai lại lần nữa, rồi tập xe từ năm 4 tuổi. Chứ giờ ai cũng 20-30 tuổi rồi, chỉ ráng chạy sao cho an toàn, trang bị thêm càng nhiều kỹ năng và càng nhiều kinh nghiệm thì càng tốt. Africa Twin thể hiện đúng là một chiếc xe mô tô địa hình với động cơ 2 xi lanh 1000cc, tay lái cao và hành trình phục rất dài. Còn về kiểu dáng thì thôi, tôi mê cái dáng Dakar Rally này từ xưa đến nay. Ngồi lên xe mặc bộ đồ đẹp là cứ tưởng tượng mình là Thierry Sabin đang ngồi trên chiếc Honda Rally của anh ấy. Cảm giác mình mạnh mẽ hơn mình tưởng và cứ muốn vặn ga rồi thòng lại để nghe lực xe. Africa gần như là một mẫu xe rally thực thụ với kích thước bánh trước sau là 21 và 19, rất phù hợp để đi địa hình khó. Thường thì những mẫu xe thiên về đi đường trường thì họ sẽ chọn 19-19. Ngoài ra thì chiếc CRF1000 này còn có phiên bản hộp số tự động DCT giúp cho việc đi địa hình nhàn hạ hơn, không cần phải mệt mỏi bóp côn nữa. Chương trình này dành cho các biker của Honda Moto Việt Nam đã tổ chức nhiều lần lắm rồi. Đều là những chương trình rất lạ và ý nghĩa.
Quan trọng nhất là họ tổ chức rất chỉnh chu và chuyên nghiệp. Các anh em biker gần như chỉ việc xách ba lô lên và đi, mọi thứ còn lại tại có Honda lo. Honda họ còn chọn những nơi có đường đẹp, cảnh quan tuyệt vời, lại còn có đội dẫn đường xịn sò, nhiều kinh nghiệm, luôn đảm bảo an toàn cho những anh em biker tham gia hành trình, đi đến nơi, về đến chốn. Mình rất mong sẽ tiếp tục có dịp tham gia cùng Honda Moto trên những hành trình khám phá sắp tới. Và cũng mong rằng những biker của Honda sẽ cùng tham gia để chúng ta có dịp gặp nhau. Các bạn nhớ subscribe kênh mình dưới nhé. Bye bye!